Ủa, cục vàng chưa đâu rồi ta? Ủa, cục vàng chưa đâu rồi? Cút hà. Trời đất ơi, cho mẹ chơi với nha. Ok, cho mẹ chơi với con nha. Ok, ok, con trai của mẹ. Ừ, mẹ leo vô nha. Con ơi, con nắm tay của mẹ đi, mẹ leo lên dưới. Con ơi, con cúng mẹ đi. Con cúng, cúng mẹ đi. Cúng mẹ đi. Trời ơi, mát lòng mát dạ dễ sợ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Thương quá, cho mẹ ẵm con trai miếng nha. Cưng quá. Chị đi thôi, đi thôi bà nội với mẹ ơi. Cưng không? Chị ơi, sao áo chị rách dữ vậy? Hả? Sao rách dữ vậy? Nghe nghèo. Sao rách dữ vậy Phin ơi, tội mẹ không Phin? Phin kìa. Mẹ mặc áo rách rồi nè Phin. Phin ơi, mẹ mặc áo rách rồi nè. Áo. Mẹ mặc áo rách rồi nè. Áo. Mẹ của mẹ. Này bộ nó ngồi trong đây là không thấy nó luôn á mấy chị. Tụi nó còn gấu bông nữa không á. Phải canh ổng nè. Đi đâu dữ vậy? Hôm nay bà bắt đầu tới tuổi leo trèo á. Chị nay ra quán phụ mẹ nha. Té đó. Mẹ nói nghe em, chị nay ra quán phụ mẹ nha. Nha. Trời đất ơi, con nói là chị. Con nói kìa. Chó cho con của mẹ tóc dài rồi nè. Cưng quá à. Wow. Wow. Đen trắng. Cái gì con? Cưng quá à. Chiều nay hả là ngồi và Phi ra quán phụ mẹ. Biết không, còn chị hai chị ba là sẽ phụ ba là mega live của ba. Và lúc 6 giờ chiều. Mấy chị ơi, tối nay á là mega live của anh Lâm. Có rất là nhiều cái deal hấp dẫn cho mấy chị nha. Cho nên là mọi người nhớ qua bên tết tết của anh Lâm. Mọi người coi lúc 6 giờ chiều nha mấy chị. Mẹ ra quán xong rồi mẹ sẽ lên mẹ phụ với ba. Còn Phin ở nhà Phin quản lý với mẹ nha. Tối nay Phin ra quán là làm chủ tịch nha. Sao? Mẹ chú Phin nha. Cô Phin hả? Cô Phin đâu? Chú Phin. Phin đâu? Chú Phin nha. Cô Phin đâu? Chú Phin nè. Cô Phin nè, chúc mẹ cắt ngón tay cho. Tay dài quá trời rồi. Vàng của mẹ đó. Trời ơi, tóc nó dài luôn rồi nội. Mới cắt luôn á, nhanh ghê không. Mai này mày dở đi hết tóc. Cho nóng em mấy cái máy quạt đi. Cho chị tìm chị cái máy quạt cho Phin đi. Nóng quá, mồ hôi quá. Chúc đi nội. Chúc mình nội. Chúc nó đi nội. Đây nói rõ quá ha. Đây nói rõ rồi. À, chú bà nội. Chú bà nội. Con trốn bà nội là trốn nội đây, nội tìm em đi nội. Nội, nội vô tìm em nội. Trốn. Ủa, cô Phin đâu rồi? Trốn. Chết cha. Nội ơi. Ủa, chị Ngọc kìa. Chị ơi. Chị ơi. Chị Nhi à nội. Chị hai chơi với em nè. Nhung ơi. Nhung ơi chị. Thì thường lắm. Nhung ơi. Thảo ăn lắm với là Thảo chơi lắm. Nhung ơi. Nhung ơi. Ai? Kêu ai không? Nhung ơi. Nhung ơi. Kêu tên không à. Cưng lắm, bây giờ chị quay ra. Cưng lắm nè, không biết nói rồi. Nói rõ lắm. Chị hai lên chơi với em đi. Nhi ơi. Ui da, đang cái gì nó còn em bé đó. Đúng không? Tôi nhòi mấy người mà. Tranh thủ cho mấy người mà. Đúng rồi, cho mấy quạt cho em luôn, để nóng cho nóng chủ tịch tại nha. Cái mặt của nó. Nhi ơi. Chị hai, con kêu bằng chị hai ơi. Chị hai ơi. Chị hai ơi. Không lên được. Ủa em dậy chưa con? Chưa. Ngọc còn ngủ hả? Gì đây con? Này nè, cô Linh vẽ không được nè, bây giờ in luôn. Nhi ơi. Ha. Lớn chút là kêu bằng chị hai nha. Chú phải hỏi cái Nhi ơi nha. Nha. Cục vàng. Chết cha. Té nha. Có gói quạt cho chị hai nữa hả? Trời ơi, nó thương chị hai nó lắm. Quạt kiểu gì vậy mẹ? Ngược cũng ngoài. Quạt ngược rồi kìa. Phin ơi, ngược rồi. Ngược rồi Phin ơi. Quạt lại đi. Quạt lại cho chị hai, mát đi. Chị hai bỏ tờ giấy xuống chị hai. Cái mặt y chang nhau luôn á trời ơi. Ba người ngày em qua chạy chiếc xe chở chung á, nó y xì nhau luôn. Không khác một miếng nữa. Phin ơi, ba đâu rồi Phin? Ba này rồi. Hả? Ba đi không rồi. Ba đi đâu? Ba dậy rồi. Ba về rồi hả? Nhung ơi, ba dậy rồi mẹ. Ừ. Nhung ba rồi. Trời ơi. Nhung là ai vậy?
hả? Nhung ơi, mày cũng được. Im mặt y xì như chú Út luôn á. Ờ, anh nằm ngửa ra kìa. Mệt á, tao mệt á, tao mệt á. Trời ơi, trời ơi, nằm cái kiểu của nó kìa. Mẹ ơi. Ơi mẹ đây. Ừ thôi con quạt con đi, con quạt con đi cho con mát đi. Đúng rồi. Cưng quá. Chiều nay là mega like của ba nha. Con kêu cô chú nhớ ủng hộ coi ba đi. Cô chú nhớ ủng hộ cơm cá. Nha. Hai cơm cá. Hai ăn cơm trứng đi. Đâu lại. Ờ à, cơm trứng. Anh nói anh không hiểu gì đâu mà anh. Trời cái miệng rồi, có miệng rồi mấy chị. Ơi mẹ đây. Ừ con quạt con đi cho mát con đi. Con quạt con nha. Cô chú ơi, 6 giờ chiều nay là mega like của ba, cho nên là cô chú nhớ qua bên top top của ba nha. Cô chú nhớ ủng hộ ba nha. Con kêu cô chú đi Phin. Cô chú. Nè mẹ nói nè. Cô chú. Thôi kệ nó đi, để mẹ bật cho, để mẹ bật cho. Bên đây mẹ bật cho. Bên đây. Bên đây mẹ bật. Chào ghê không. Phin mẹ, con mẹ nè, mẹ nói nè, con nói theo nha. Cô chú. Con nói rồi. Cho chị cái khăn cho bé. Cô chú. Phin này. Phin à. Nhi ơi. Chị hai ơi. Chị hai ngủ. Con nằm đây con ngủ phải không? Bây giờ con nằm đây con ngủ tới chiều phải không? Nhi ơi. Chị hai một cái Nhi ơi hoài. Nhi ơi. Cục vàng ơi. Nhi ơi. Ngồi dậy. Con cặp mắt nó bự gồm mấy chị. Y như chị ba luôn, không khác một chút nữa. Đi ơi. Đồ mồ hôi không à, hai chị em đi ra ngoài chơi đi cho mát đi. Đúng. Nha, đi ra ngoài chơi nha. Chơi. Đi ra ngoài chơi cho mát đi. Nóng quá. Ừ? Lúng rồi hả? Quá trời gấu bông mà. Ngày mai đi mẹ mẹ xe gấu bông nha. 99.000 con rồi cô chú ơi. Ngày mai nha mấy chị. Đồng giá luôn đi. Nè, con quạo nè, đó. 99.000 con luôn. Mấy con này là 299 nha. Mấy con to, mấy con ngựa to này là 299 nha. Nha cô chú. Đó, bự chưa? Bự chưa? Sắp tới lễ 20 tháng 10 rồi, cho nên mời mấy chị mua gấu nha, để bữa này nó mình tặng nha. Nha, cô chú ơi. Đó, đồng giá luôn mấy con Babi Para gì đó, con khỉ đó. 99 luôn. Đẹp quá. 99.000 luôn. Đẹp không mấy chị? Mua hả? Trời ơi, chưa dễ có khách mua kìa. Hay không? Con rùa, con Pikachu. 99.000 con gấu dâu, con cọp. Đó, nhiều con lắm, con chó luôn. Đồng giá 99 luôn. Rồi, nhiều mấy chị ơi, hiện tại bây giờ là hôm nay là 6 giờ là mega like của anh Lâm. Cho nên mọi người nhớ là 6 giờ chiều mấy chị nhớ qua bên top top của anh Lâm, mọi người ủng hộ anh Lâm nha. Cảm ơn rất là nhiều, chào tạm biệt cả nhà. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.